Các bài đọc lời Chúa ngày 26 tháng 12. Bài đọc 1. Bài trích sách trong Đồ Công Vụ chương 6. Trong những ngày đó, Tê-phan-ô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ có nhóm người kia thuộc hội đường, mệnh danh là của những người tự do, người Cyrene và Alexandria, và những người khác từ xứ Cilicia và Á Đông đã nổi dậy. Họ tranh luận với Tê-phan-ô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và thánh thần vẫn giúp cho ông nói. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Tê-phan-ô đầy thánh thần nhìn lên trời đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa và Đức Giê-xu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: Kìa, tôi xem thấy trời mở ra và con người đứng bên hữu Thiên Chúa. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông và các nhân chứng để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Sao-lê. Rồi họ ném đá Tê-phan-ô đang lúc ông cầu nguyện rằng: Lạy Chúa Giê-xu, xin đón nhận tâm hồn tôi. Thế rồi ông quỳ gối xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Thánh Vịnh 30. Đáp ca. Lạy Chúa, tôi xin phó mạng sống tôi trong tay Chúa. Xin Chúa nên núi đá tôi nương náu và nên thanh trì cứu thoát tôi. Bởi Chúa là núi đá và là thanh trì của tôi. Vì danh Chúa xin dẫn đang chỉ lối cho cô tôi. Lạy Chúa, con xin phó mạng sống con trong tay Chúa. Con phó mạng sống con trong tay Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa trung tín, xin cứu thoát con. Lạy Chúa, con xin phó mạng sống con trong tay Chúa. Con trông cậy nơi Chúa. Con hân hoan vui mừng vì lòng từ bi Chúa. Lạy Chúa, con xin phó mạng sống con trong tay Chúa. Xin Chúa tỏ mặt nhân lành với tôi tớ Chúa. Xin lấy lòng thương xót Chúa cứu thoát con. Chúa che chở những ai nấp dưới nhan thánh Chúa. Khỏi mưu trước của loài người, Chúa giấu họ trong nhà Chúa. Khỏi miệng lưỡi gian ngoa. Lạy Chúa, con xin phó mạng sống con trong tay Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa là Thiên Chúa đã soi sáng chúng ta. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tin mừng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 10. Ngày ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các tông đồ rằng: Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị. Họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân.
Nhưng khi người ta nộp chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì. Vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ, và làm cha mẹ phải chết. Vì ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.